Đây là cái chỗ mình có vài cái cây cảnh. Đây là cái xếp. Đây là mướp bao tử. Mình đang hái mướp bao tử. Còn đây là mướp ta, cái bí xanh. Còn đây là mồng tơi, rau muống. Dưa chuột. Đây là tỏi mình mới thu hoạch. Còn kia là cô về bị ngồi. Còn bên này là ngô. Về đây là các cái dàn dưa chuột. Có một ít cần nước ở đây. Đây là cây trông giống như là cây hướng dương nhưng mà nó là cây cúc củ. Để ăn củ của nó, nó gọi là Jerusalem artichoke. Bên cạnh đấy là táo, táo gala apple. Còn đây là cái chỗ mà gọi là bird cage để mình trồng cherry ở trong này. Chim chóc mà không phá được. Lại các cái cải mùa đông. Đậu leo. Dàn nho cuối vườn. Ok, đó là toàn bộ cái lot của mình.